Chào bác. Định là thôi nhưng mà cho vào chỗ sáng tí. Quay một bác cứ mắng chết. Đây, tỷ lệ đây, đầu tiên. Đúng một găng tay nhé. Lốp vệ đây. Từ dưới chân nhé. Vâng nhé. Đó. Tổng thể nhé, tổng thể trước đi cho dễ hình dung. Đây. Cành này vừa cắt đi rồi. Vừa bảo là để nuôi nhưng mà thôi cắt đi, nuôi cái này để dự phòng thôi. Đấy, gấp xuống đây, mai phải gấp xuống tiếp phát nữa thôi, dễ nuôi cái cành này đây. Ôm cái sẹo này là vô tư kín luôn cái khu này luôn. Đấy, trên xuống nhé, một lái thêm một tí nữa ra đây. Hôm nay cắt đi cái cành này nhìn rất thoáng nhé, rất đại thụ này. Rất đại thụ. Đó. Cần xử lý tiếp cái tay này nếu như muốn chuẩn chỉ. Rồi giờ thì thôi, cảm ơn các bác nhé. Vào qua các bác, mưa xuân mát quá, thời tiết hay quá. Hôm nay đi khai xuân cũng ở công ty về rồi. Thì hôm qua thì có khai kéo mùng 6 với mấy cây linh tinh, cây hồng, hoa hồng với lại cây quất nhặt được rồi. Nhưng mà hôm nay thì chính thức lấy cây này ở ngoài vườn vào để đưa nó vào chính đạo. Vì chưa cắt nhưng mà nó chưa chưa chết để. Bây giờ thì sành bây giờ đã đến qua cái mùa bị bệnh dẹp rồi, đến cái mùa này là rất ít cái bệnh này, cái bệnh dẹp này với cái bệnh lá xấu này chỉ có đầu mùa đông là rất là mạnh, sương muối với lại rét đấy thì cái con bệnh phát triển rất mạnh. Đây thì một cây cái làng rất là lùn này đấy, cốt khá là ok, cốt khá ok xanh quê đấy. Thì có một hai cái điểm mà tôi đang muốn làm, đó là cái ngọn này và cái tay, một cái tay này thế hơi đòn gánh một chút, đang sửa lại một chút. Đây là cái ngọn này, các bác nhìn từ trên xuống mới thấy là làm nó đang bị lệch đây. Đấy, đang bị lệch tâm nó ở đây cơ, nhưng nó lại chia ở đây, còn vít xuống thì chưa vít được. Đấy là trời nó khá hơi tối với lại nó rậm thì phải tháo ra thì các bác mới nhìn thấy được. Đấy, với phong cách chơi cây của em là em không thích cái kiểu đấy, để sửa lại. Giờ làm có khi là muốn quay phim nên buộc phải nhiều khi là cắt sớm một tí, em biết là điều đấy nhưng mà thôi. Bởi vì nếu mà không cắt thì các bác không nhìn thấy gì đâu, nó rất khó chỗ đây. Rất nhiều dự cảm. Thế bỏ dễ đi, mặc từ trên xuống. Sau mà mượn những cái rễ này làm chất liệu vắt chỗ này vắt chỗ kia thì rất là hay. Nhưng mà thôi, để làm nó nhìn thấy thì phải cắt đi. Thì mình mong này. Chào các bác, hôm nay đi khai xuân thì vui xuân mất, chơi cũng vui xuân tá lả tí thì mất hơn 3 củ rồi. Số đen chả bao giờ được vài bạc gì, cũng là chỉ có béo các bố đồng nghiệp, béo bố đồng nghiệp. Đấy các bác nhìn này, có thể là nhìn góc này sẽ thấy cái này nó bị lệch sang bên này, nó phải đập bay sang bên này cơ.
Bởi vì cái rễ này, cái ngọn này này, nó đã buông những cái rễ xuống ở đây, nó độc lập, nó sống rồi. Bây giờ cắt lìa cái ngọn đi khỏi cái thân này vẫn sống bình thường, thì em sẽ nhấc nó xuống đúng cái chỗ này. Đấy, nhấc xuống đúng cái chỗ này. Nhiều dễ cảm. Thank you.
Tôi xin nhíu xuống. Tối nhanh quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rất mất một cái rễ tiếc. Đây đang nuôi ngọn. Cái dây thật to. Tối quá rồi. Tối quá. Thank you.
Đây các bác ạ, trời nó tối quá nên là làm hơi lỗi thì cắt mất mất cái rễ đấy, tiếc quá. Chứ không có cái rễ đấy nó ôm vào đây là nó liền luôn ở đây rất là nhanh. Thì bên này thì có rồi, rất là nhiều rễ đây. Đây cái sẹo các bác nhìn này, cái cưa em lùa ở trong này, cái lá này đây này. Đấy, hầm cưa này. Trước là cái ngọn này nó dựng trên trên này này, trước ngọn nó dựng ở trên thì nó mới bị lệch cái tâm này đấy, em vít ngang ra đây. Rất may nó có mấy cái rễ ở đây, bên này thì lùa cưa vào nó bị đứt mất một cái rễ nhưng mà không sao, mà vít tiếp xuống một tí đây, khoét thêm một tí nữa vít tiếp xuống đây thì nó sẽ liền rất là nhanh đấy. Đây này, đây ngày xưa nó có cái sẹo to đùng này thì để cắt cái ngọn chính ấy, thì sẽ ra một cái ngọn này nó bị lệch. Đấy là xử lý tạm thời ổn cái điểm đấy. Đấy, tạm thời ổn cái điểm đấy. Thì cây này thì thực tế em muốn làm cây ba vai hơn, nhưng mà nếu mà để bóng làng thì lại để lại cái chi này thì cũng hay, nhưng mà cái chi này lại thì lại không theo kịp được mấy cái chi này. Cho nên đang phải nuôi cái rễ này thử nghiệm, nếu mà to kịp cái này thì nuôi, không thì sẽ cắt đi, cắt cái này đi, làm cây ba vai. Cây ba vai. Đấy, làm cây ba vai. Làm cây ba vai. Mặt này là cái mặt chính. Bệ viết rất là ổn nhé. Đấy. Rất ổn, cục tịch rất lùn này. Ok. Đây. Cũng còn đang lăn tăn bỏ cái này thì. Bỏ cái này. Này sau cũng phải vít xuống. Chứ không để chìa này, vít xuống. Đấy. Cái này cũng sẽ phải vít sâu cái nữa, đây cái khe này chưa khép được, mai phải xuống phát nữa. Đấy. Không phát nữa rồi, cái này tương lai có thể bỏ đi nếu mà theo kịp này thì giữ, theo kịp to cái tay này thì giữ. Cho nên đang phải nuôi rất nhiều rễ cám đây. Đấy. Bởi nếu mà cắt cái này đi thì nó có cái vết gù đây, vết gù đây, còn đang suy nghĩ. Rồi cái này to nó theo kịp cái này, tôi sẽ tính tiếp. Cơ bản là có form này. Đấy, bác nhìn cái tay này nó chưa theo kịp. Và cái này nếu mà nuôi thì để xuống. Đấy. Đấy. Này các bạn thấy không? Từ trên xuống dưới nhé. Đây,
trước là nó cái này nó ở chỗ này kìa, ngọn này thì vẫn vít xuống đây rồi, sau này nó liền một khối với cái này thì nó nhìn nó sẽ khác thế này. Đó. Rồi mai vít xuống nữa thì ngọn đã về tâm rồi đó, đánh một phát ra đây rồi, ngọn này ra là ok. Đấy, thì sau khi mà cái này liền vào xong ấy, thì có hai kịch bản, nhất là làm cây 3-3-1 này 3 thôi, bỏ cái này đi. Nếu mà giữ cái này thì làm cây chuyên vào làng thôi, nhưng cái này thì to kịp với cái tay này. Đấy, thì cái kịch bản đấy có vẻ khó hơn. Và cái thứ ba là sẽ cái tay này sẽ phải đánh sang phía bên này, đánh sang phía bên này. Đấy, cố gắng nuôi cái bên này nó mạnh hơn, đánh sang phía bên này. Đấy. Các bạn ạ, cơ bản là việc to là dìm được cái này xuống. Hồi trước tôi định khoan một cái lỗ ở đây này, cắt hẳn cái này ra xong rồi dí vào đây, bởi vì nó có cái rễ nó nuôi ở đây rồi thì cắt này cắt lìa ra, chà ghép vào nó sống. Đấy, nhưng mà như này hay hơn, sau nó biến cây nó quái đi. Cái này sau nó sẽ nằm ở tận dưới này. Đấy, thì đấy sẽ cái ngọn này nó thấp lại, nó ăn liền vào đây. Và cái sẹo kia sẽ không còn nữa, bởi vì nếu mà khoan vào đây, bởi cái sẹo này là rất dễ ở trong là mục, khoan mà nhét vào đây thì khó nó liền được, mặc dù cái này vẫn sống nhưng khó mà liền được. Đấy, xem quê. Vâng. Đấy, cốt rất hay. Trước em cũng tính là cắt cả cái khổ này đi này, cắt cả khổ này đi để nuôi thì hai bên nó ngắn như nhau. Đấy, cắt cái khổ này đi, bỏ cái này đi, nhưng mà tương lai thì cũng có thể cắt sau được, nhưng mà bây giờ vẫn có thể dùng được, vẫn có thể thấy nó ổn, vẫn thấy ổn. Nếu mà nuôi cái này là hay hơn, này vít bằng cái này, cái này thì không bao giờ nó theo kịp cái tay bên này. Đấy, vâng, khó theo kịp. Đấy, rồi sau này tương lai làm cây ba vai thì hay hơn như này. Đấy, chốt làm phương án cây ba vai. Đấy, còn cắt cái kia là sau sớm muộn thì hôm nào lại tính tiếp. Ok, cảm ơn các bác nhé. Chính thức hôm nay gọi là khai cưa khai kéo, hôm qua cắt mấy cây linh tinh thôi, mai vít tiếp một phát xuống nữa là ổn. Xin cảm ơn các bác nhé.